Hello, chào cô chú anh chị, đây là kênh Giác Cà Mau nha. Hôm nay ngày mai cô chú anh chị cùng về quê hương mình nha, về quê hương Cà Mau mình đi một buổi đi thuốc cá và bắt cá mò cá với cùng anh em mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái nhà hai miếng vuông nha. Miếng vuông đầu tiên thì của anh Sáu mình, thì giờ anh em mình đã tạc thuốc xong nha, rồi quay vô người đừng thao cá nha. Thì giác đầu tiên là được vậy nha, để cho cá nó im hẳn hết rồi mình sẽ quay ra mình mò nha. Ngoài nhiều nữa thì chia sẻ nhà thêm sau nha. Cả nhà yêu mến kênh cho anh em mình một lượt like rồi đăng ký nha. Cảm ơn rất nhiều ạ. Hùng thao cá ngon nè. Chết đó rồi. Rồi đây rồi. Nè, con đó. Cá vô nè, vô. Được rồi, có dốc bự hả? Mà dốc còn quá. Mới nhất đầu tiên được con cá nha con nha. Ê, có mình có hai nha. Đây lại đi, có hai rồi mà. Chỉ cho được. Kinh vô. Rồi, kinh vô. Nhảy. Bắt hai. Đó, bắt hai nè. Có hai con kìa, không sợ nó nói chứ. Mà chả đừng bỏ cái đó kìa, lấy cái này phải không cái này. Ờ. À, thì cá ngon hả? Cá này mới có tiền nè. Đó. Cái đó ngon ha. Ngon đó. Ừ, tống cá cho bộ giỡn hả trời? Có cái đâu kìa? Cá phi rồi mình chiên cá lên nữa. Hỏi chưa ba, hỏi không? Rồi vừa đổ cá ra. Cái lên. Đây mới lựa nha. Còn cái ngát đó mới ngon đó, nó bú nữa không? Cái đuối còn cái đuối ngon ghê luôn. Ngát. Cái nào cũng ngon đó. Bắt mấy anh hai ra đi. Đậu như anh nấu rồi. Không rồi chưa? Bỏ muốn vô nha anh ơi. Bỏ muốn vô đây muốn đây. Cá ngon quá ha. Bỏ vô đây luôn hả gì? Cái chén nhỏ bỏ đó con luôn đi. Con cá cháo nữa kìa. Cho muốn trong chảo mấy lắp hết trong trong chảo bỏ vô cái. Vậy được mới cá ngon á. Cá này bạn. Rồi đó, rồi khỏi nấu nước ở trong ấy có rồi. Có giá nè. Đó, lỡ vô luôn rồi. Nó ngu không? Ngu không? Ngu thiệt chứ. À đen, bắt cái chốt đi. Chưa. Thầy dùng của anh Sáu nè. Anh thấy nó cá ít quá không cho mình hay. Thắng đi công việc mình hay mình ghé luôn. Đây, mình thấy em lên đây nè, con cá ngát ngon nha. Ồ trời nó ú nè. Con này mới ghê á. Hay nó vậy chứ độc lắm ạ. Anh Tiễn vô được mớ cá này đổ ra năm ơi. Cá ngon kìa. Cá phi nó đen còn hơn lại nữa. Cá ú bảy đỏ rồi đây. Cá đâu nè? Bỏ vô trong lỗ con bé. Ồ cá nè. Đây cho cái thùng nhỏ bỏ cá ngát vô ngay vậy. Chưa nấu nữa. Hết cá gì nhiều cái ít vậy? Sỉ, dở sỉ, giá nhá. Đưa cái thùng vô mày. Mới giác đầu tiên mà như đây là chưa mò mà. Cá gì thôi chứ, cá phi bỏ ú hả? Cá phi đực chứ, bự bự à. Nè, này con cái nè. Ồ, cái gái rồi. Cái gái nè. À, khán giả đông quá trời luôn. Cái gì nãy ai nói hỏi gì quên. Đâu có cá cháo như dưới nè. Đâu rồi, cá cháo còn giả luôn hả? Dạ. Còn cá phi nào nấy bự nè. Đông quá luôn. Có cá đói nhiều có tiền. Còn cá cháo bự kìa. Cá đói. Cá kiểm ghê chưa? Cá cháo á. Chưa có cái chẽm chứ bộ à. Trời ơi, cái chẽm cho mấy con rồi đó trời. Em có hỏi toàn ra lú không xả lại. Chẽm nè. Nó khổng lồ luôn. Nó khổng lồ. Cá dục vô chung cá đói luôn đó tím ba. Hả? Cá nó nãy dục vô chung cá đói. À, bị lửa mà. Cá quái nó lửa đó. Lửa ra. Kiếm giá trị được mà. Cái dũa này mà có giá nè. Cái dũa. Cái đó có giá. Cái này có thể đó là 70.000, 50.000 ký. Trên cái thuốc cái gì không có thì có phi đâu lại cái hai mà ôi giời mấy con cá giũa nè, cá giũa ngon quá nè, cá này ký 100.000 ký nè, mười 120 cá phi nhựa điện không bự không mà nó ngon ngu thì cá phi nè, cá là cả vỏ cá
cá vị đen. Bự. Cái này bà đó nghe nói được, lại có tiền là nhớ đó. Nói. Giờ mình ra mình kéo đục nha. Rồi, đó. Rồi, lọt đây. Ôi, đã không? Cái ngát thì lắm tụi mày nè. Cái ngát còn đó nha. Ồ, cái phi luôn. Cái đảo đâu? Cái phi chùa, cái phi nó đen, không ủng. Cái chút kìa. Có cái ngát không? Nhận tươi luôn rồi. Đã ha. Còn có hai chút nữa. Trời, ngon quá. Quá không con luôn. Ồ, anh Năm xuống bắt mấy con cá ngát rồi. Đó con cá ngát nữa chưa? Đó, nè, trên này con cá bự nè. Đó, đó. Nó lên rồi đó. Ở đây đây con nè. Đúng phải không? Đó, ừ, đúng vui lá mẹ đó ha. Ngay bài luôn á trời. Ồ, cá bự đó. Đang xảy nước gà, nó gà theo à. Nó phải cờ, nó phải rồi. Chứng, kiên tỉnh lấy bẫy. Đó, lụm đó, lụm đó. Rồi, lên bờ luôn. Nó cái là chán ngát bự kìa trời. Xin chán rồi xuống nữa giờ năm đang ơi con bự chảnh leo xuống rồi. Hả? Con bự đang chán leo xuống luôn nữa. Anh người ra đứng gần đi. Ồ cá cũng ngon quá trời. Chút xíu cho mà lại còn trắng ngắt luôn á. Ồ cá chết nhiều kìa. Kìa. Chết cũng nhiều nhiều còn vẫn ra đâu ta. Có rất nhiều đai rồi. Ồ, nghe chắc bự quá. Ra luôn rồi. Ôi, lão bự quá hả? Đây, còn đi biết cuốn kia nữa kìa. Qua bữa sau biết con y dụ. Ồ. Có nhiều con. Bốn con nãy em được hái nè. Hồi bởi nó vui nữa đó. Có mặn gì. Bây giờ vô tí ở trong phòng làm vòng đâu. Cực kỳ ngon. Cá ngát này mới nướng nấu bánh chua nó me đi. Đây là có cầu đi cầu đó. Ăn được. Thay đổi ngon quá. Trời dưới trong thử một đâu có tính. Nè cá chốt mà. Cá chưa. Nè đổ được được hai nè. Ồ được. Con xuống 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 kìa. Đúng rồi. Xuống. Bọn có rồi. Hả? Đang có nợ mà. Đổ hết rồi. Chỉ cái này mà còn ở đó được. Nó ra hết. Ồ, cá chốt ngon quá. Đóng cống được đúng không? Để, đưa được. Để họ nó đứng đóng luôn. Chừng nào mình lấy cái mình đóng luôn nào. Chừng nào mình đi con nhóc cho mình. Nó còn nữa. Thì bé gai đi luôn nào. Gai cho bé gai này đi xuống luôn. Cái còn hoài hết à. Rồi, dính rồi. Thấy chưa rồi? Chưa hả? Ồ, cá này chụp ra đuổi đuổi luôn. Chết rồi. Đây lẩm. Đó, ngồi trên xuồng này mà mình cá chụp. Thấy loại đẩm ơi. Ô, nó đen nè. Đen như cái súng vậy trời ơi. Con bóng rồi. Con cá chết, con cá ngát. Chứ cá là chốt rồi. Bờ cá chốt rồi. Ồ, chốt nó ngon. Ôi, mật luôn á. Nè, chắc có trứng rồi nè. Có trứng nè, mà trứng nhỏ à. Trứng kìa. Kìa. Kéo mày đảm rồi cho nút giấc mấy con cá này. Nó có về đây đưa con nó. Mất dưới nó lại. Cà phê này sống. Dễ chết. Dễ giấc chín đó. Chứ lẻ. Rồi. Rồi. Thắt lên, thắt lên. Dính ra bầm mình. Rồi, tới số rồi, tới số rồi, tới số rồi, tới số rồi. Rồi. Mắt bị đục rồi. Rồi, rồi, xong. Đi, 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 cái đó. Xong phiên, đó, xong. Tự đi tiếp bộ vô nó chém rồi đó. Nhiều lắm, không nhận kìa. Kéo, không nhận nhiều lắm. Anh cho nó nước rồi, có phải giống chưa? Cầu bóng, cầu bóng. Ồ, bây giờ một khoai xuông rồi nè. Ồ, mà chưa? Ủa, nghe chét. Ồ. Như bây giờ thấy, đây cậu đâu nữa mò. Ơn, ơn đã mất à. Ủa, ừ, người to à. Thầy nó màu đen nó không thấy rồi. Ủa, có gửi. Ủa, ghẻ của.
Ghẻ. Giờ mình lên em tới này nha. Được mớ cá là ngon quá nè, có phải vô bụi quá. Bây giờ mình sẽ làm thuyền trưởng rồi. Ồ, có phi bự. Con trời vẫn mưa rồi. Thế thôi à. Đầy cá vô. Nổi không? Nổi không? Nổi em tiếp chưa? Em trung chuyển chưa? Ừ, bơi bánh cho đổ ha. Ở đây lại đi. Rồi, mình bơi cho nó vô xăng nha. Nè, hết xăng rồi. Rồi qua mình trung chuyển được nhiêu cá. Ô, ở đây lên xuống rồi. Hai thao cá thì ngồi nữa. Đi vô xăng đi. Thì nắng này không có xăng chịu nổi à. Vậy chứ còn cá lại ra như hồi sáng vớt vậy đó. Hai anh mời một thùng cá thôi không? Ồ, có phi bự nè. Cá đối. Quá thì ngon luôn á. Hồ có Huy đằng đấy nè. Rồi mình sẽ tiếp tục hành trình nữa nha. Qua bên kia. Đi được một đoạn nữa thì cá sẽ lên nữa nha. À, tại nắng quá cái điện thoại bị nhiệt á, mình không quay được nhiều nha. Giờ mình sẽ quay cho thành quả vậy nè. Trời ơi cá ha. Cá còn xanh còn ngáp ngáp nè. Cá Huy còn to to à. Cá Huy còn có 4 con ký. Đây nó đó, ăn tư ha, cái đổ luôn. Trắng luôn. Ồ, vàng tươi luôn anh. Ồ, có phi nó vàng nè. Đã chưa? Trời ơi, he. Cá vàng dữ vậy chứ. Cá thịt nó ngọt hết chứ, thịt đục. Cá thịt nhiều. Đi sống nhanh à. Còn nhiều lắm. Cái nó còn chạy. Sáng nay chỗ này nó còn chạy à. Nó không chết. Ơi một hào cá nè. Ủa cá Huy xứng đáng cá Huy à. Đổ lên cái này đầy xuồng nè. Ôi mèn ơi cá. Vô xăng cá. Có xăng nữa rồi. Cá nó ngon nè. Giết cá mới trung chuyển nha. Đó, số lượng cá rất nhiều. Ở quê mình hút cá vậy đó. Đâu là cá luôn. Rồi mình sẽ dừng máy xíu nha. À hút đây làm vô nhà nha. Giờ hút cá lên nha. Nắng quá nắng luôn à. Điện thoại nó nhiệt nãy giờ. Đợi trời nó mát mới quay được. Thuyền nó đầy khoang rồi đó. Hút luôn. Lấy cái này được. Cái đó hút vô được. Cái đồ tắt nước kìa. Đầy một khoang. Cá nhiều nha. Cá phi con nào nó nãy hồi. Cá còn thiếu tiền gửi không? Chút mình rửa sạch sẽ nè. Bán có giá hơn. Kính mời cô chú anh chị cùng các bạn cùng xem vuông thứ hai nha. Vuông thứ hai nhà của anh Tư mình nha. Thì vuông anh Tư thì cá chốt cắt nhiều luôn. Mình đổ lên là hơn nửa xuồng cá chốt đó nha. Mà cả nhà cũng theo dõi nha. Cá chốt cắt là ngon luôn. Đây ca. Nó nhức dữ lắm á. Nó chích một cái là nó nhức 3 ngày 3 đêm nè, cái ngày nè. 21 ngày. Ghê lắm. Không ăn không ngủ. Ăn vô nhất ngày vô nhất, đói thì thôi. Nước lớn thì nước lớn, nước gồng thì nước gồng. Nhức nhất cũng nó làm sao con người nó nóng nóng lạnh lạnh sao khó chịu lắm. Ừ. Quá trời luôn nè. Lú dày mà. Ôi, cái này cái chốt là vàng con nè. Cái lú này là cái chốt nhiều nhất luôn. Cái này cái chốt nè. Có bắt hai con kìa. Hoài đứng vô chú hai ơi. Hoài đứng vô kìa. Ồ nó vàng kìa. Đã thiệt luôn á. Mê quá.
Cắt chốt à? Đúng, mới chốt. Hợp tí rồi. Ồ, cái chét ngon kìa, cái chét luôn, cái phải gọi kìa. Ồ, cái chốt bự quá, còn sống văn luôn. Có phi cái ngon quá. Họ cái chốt kìa. Cái nào như cái nấy chứ mà. Có. Đấy, chị tìm cái chứ mà. Đúng không? Bây giờ, dính này, được 1 ly đó. Đó, cái này nhiều ta. Có phải nhiều á. Sao đâu? Ở đâu? Đó, tới chiều mà. Đúng không? Chưa, tới tối á, tới tối mới nhức giò. Tối mới ghiêu mà. Ở cái này nhiều nè. Ồ, tiếc cho nó về đổ lâu quá. Ôi, ôi, có chốt kìa. Vàng luôn. Lên tới đâu? Ồ, có phải nhiều. Lên ngồi sao lái rồi. Lên đi. Ồ, cái đầu luôn. Ừ, cái này ăn còn gì tôm tép trời. Dạ. Cái chét này lớn lớn đó, muối xương xương chi ngon lắm. Đó, nghe cái này. Nó dai. Dạ, nó dai. Cái mò đó chứ. Cái này xuống nó quớ liền con luôn á chứ. Rồi, cái chốt bự kìa. Ồ, ồ. Hai con vàng tư luôn. Anh ra nghe. Cho anh xuống đỡ dòng lại coi. Tại biết bao nhiêu cá đó. Rồi sống nhăn kìa. Nước đi con. Đâu? Cái này nhiều à. Ồ, ừ, ok. Vô cái chốt bự kìa. Cái que mò sao nổi. Có gì đó. Nó không chết luôn á, nó là gì hoài đấy. Thôi nè, quá nhiều. Ôi, cái chốt vàng kìa. Bắt biết thịt đá thiệt luôn. Cá phê giống nhăn à. Cái chốt này giờ cũng còn nhiều à. Nhiều quá. Đó. Có con cua vậy. Con cua kìa. Biết trước lúc chơi thuốc câu ha. Hả? Câu lúc liền. Câu đã luôn á. Ủa sao trong này có cái dây gì nữa? Dây trái cua. Con cua nè. Cua cua vuông. Cua này chắc lắm à. Cái chốt nè. Rồi, đố chị coi cái chốt nè. Tôi lựa ăn một cái con nào chơi được. Con này muốn lọt rồi đó. Đầu sau đi có nè. Nắng giấc này nghe nó đỏ rồi đó. Tê rồi đó. Này nghe nó ngực mỏng quá nè. Còn chú hai đi với đuối rồi. Đó. Thấy cái chốt không à? Không cái gì khác. Này để như năm sau nó đẻ một cái nữa. Đã rồi ha. Đây con. Cái làm theo kiểu lúa biển. Đó là nhiều đó. Trời nóng quá rồi. Vô.
cũng được 3 pha uống hàng xuồng nha. Còn có phê thì vừa mồi quá trời luôn ha. Cũng lượt like để đăng ký nha. Rồi, cộng hành cùng kênh nha. Like cả nhà, hẹn nhà lúc sau.